HVA2024 đã về. Trọng lượng con mồi 3cm, 7g. Body ôm sát, độ chống vướng tốt. Chào cả nhà nha. Chung là anh em câu cá lóc thì cái thời gian mà câu lóc ăn mạnh nhất thì lúc nào cũng là sáng sớm nha. Hôm nay thì em đi câu lúc hơn 5 giờ sáng nha. Giờ là tầm 5 rưỡi sáng thôi. Giờ theo chân em ăn câu mồi HVA V1 nha, nên là mẫu nhất nha. Sóc ngược vô trong rồi trời. Hay gì ta. Mình để nó sóc ngược vô trong rồi. Chúng ta sẽ sóc từ trong ra ngoài nữa. Anh ngược, anh ngược không? Cá này xui nó dính rồi. Mồi hát cái nguyên một phần nhất nha. Quá sợi ta, à có. Gỡ mồi nha, anh em dùng kìm kẹp. Gỡ nhẹ thôi, mình đẩy con mồi xuống là nó ra liền. Hôm nay để ý một số anh em mới câu rồi chưa biết gỡ mồi nữa. Mình cứ gại nại nại ra nữa. Lâu một số thời gian. Quay cá cho em xem. Từ đầu mình. Thứ ba rồi nha, trong sáng ngày mai quá tuyệt vời. Trong quá trình câu thì chắc chắn là sẽ không thể thiếu được những pha mà bị kẹt mồi, mắc mồi nha, đặc biệt là anh em câu đèn sen. Thì nếu mà anh em dùng máy mình gậy nhiều quá sẽ hư nhông máy nha. Anh em cứ dùng cái kẹp cá gì mà quấn mà xong mình kéo nha, thì nó sẽ không bị hư kẹp cá đó. Coi dây HVA có bị nổi cây sen không, cũng sợ là bị nổi. Cái sen này nó quá to rồi mà sen già khả năng là mất mồi rồi. Ui ra rồi, nhanh quá anh ơi, nghe cái quật cái biết ra rồi mà em sợ là quát lưỡi luôn á. Nếu mà
dây không nổ thì chỉ có bắt lưỡi cùng kéo kiểm tra xem như thế nào nhé. Đấy, cho anh em mà dùng máy mình lại là coi như là hư máy luôn. Chưa quá, hơi cong cong xíu, mở một chơi được không? Ok. Nãy giờ câu mà cá nó cũng chậm ăn rồi cả nha, nên là em sẽ đổi sang mồi HVA 2024 nha. Đây là bản 3 xăng 7 gram và đang có một cái ưu đãi dành cho cả nhà với giá dùng thử là 60k nha, dành cho những anh em nào mà chia sẻ clip này cho em ăn được không ạ? Giờ em bắt đầu câu nhá. Mẫu HVA có một cái action rất đặc biệt cả nhà. Khi mà anh em kéo chậm thì nó đi lửng, nhưng mà anh em kéo nhanh thì nó sẽ là đi lắc nha. Nó sẽ lắc và bắn nước ở hai bên. Action rất là đẹp nha. Giờ mang ném thử cho nhà xem nha. Khi mà mình ném ra là mình nâng cao đầu cần nha. Nâng cao đầu cần và mình kéo nhanh một xíu. Và nó sẽ là nháy lắc nha. Nó sẽ lắc lặng lại ở hai bên. Đấy, nó sẽ khu cá nha. Còn nếu mà cả nhà mình kéo đều thì nó sẽ là nháy nước đi bình thường thôi, nó sẽ lướt. Một cái action rất là đặc biệt của con HVA mà không có con nhái nào có nữa nhé. Kéo nhanh thì nó sẽ lắc vào lại hai bên nhé, giúp cho thu hút cá này. Những đường đầu tiên anh em hay kéo nhanh như vậy đó, còn những đường tiếp theo là anh em kéo chậm lại thôi để cho cá nó thấy mồi và nó ăn mồi ha. Kéo nhanh nó sẽ lắc hai bên và thu hút cá. Mình kết hợp với rung lắc đầu cần nữa nha. Hình hẹn em ơi. Yeah. Ui, to rồi. Ui, chạy nhiều á. Ui, to em ơi. Cắm xe này. Ui, con này chạy ghê ta. Cũng có bông được. Rồi, con đây. Ui, con đây chạy ghê ta. Ui, cái bông này ơi, cái bông. Bông này, trời ơi, ống nhôm nhất. Chạy ghê thiệt chứ. Chạy như cái máy cày luôn em ơi. Quá đã. Có cá nha, mồi HVA cả nha, 2024 nha. Quá phê. Ok. Quá phê anh em ơi. Giờ này em lúc đi táp và lụm anh em ơi, táp đóng liền khỏi ngâm nha. Ui dồi, không nhìn sao thấy. Ui, cá màu đẹp ghê chưa. Báo cá bằng HVA 2024 nha. Đừng quên là dành cho những anh em nào mà chia sẻ clip này của Mac thì sẽ được mua HVA với giá là 60k nha anh em ơi. Ui. Trời ơi, mới rất xíu thấp luôn anh em ơi. Quá đã. Ui, thu gô rồi. Thu gô rồi anh em ơi. Ui, đã chưa. Quá. Quá. HVA ghi bàn nha anh em ơi. HVA ghi bàn nha. Trời ơi. Ui, cá bông. Bông anh em ơi, hàng gì nó khỏe thế. Bông người ơi, ui đẹp chưa. Trời ơi, đẹp bông. Trời ơi, đã quá anh em ơi. Đây. Ui. Càng gì nó khỏe thế, rớt xuống là mập luôn anh em ơi. Quá đã nha. Đây. Một em bông.
Ui. Ui. Máu cá nha cả nhà ơi, một em bông nhỏ. Em này chắc tầm 4 lạng. Bông này rất khỏe luôn em, hàng chạy khỏe thế. Đây, mồi HVA 2024 nha. Cần mắc rô 5 khúc. Dây lì HVA nha. Máy banh tam anh em ơi. À, quá đã luôn. Sau bao ngày trở lại cái luồng câu thì đã lên hàng rồi anh em ơi. Rồi đây mình đẩy không? Có lóc vàng khe luôn. Ui dồi. Vàng ấm luôn anh em ơi. Đã chưa? Vàng ấm luôn. Quá đã. Mồi HVA 2024 nha. Táp và lập nha anh em, táp lập nha. Nãy vừa được em mà táp lập. Rồi, ok. Tổng kết bữa nay em câu được 5 con nữa nha. Rồi em mang xin clip tại đây nha. Anh em có mua hàng thì ủng hộ mang qua số Zalo nha. 0356161211. Rồi cảm ơn cả nhà nha.